Cô xin chào các em. Trong giao tiếp có những quy định tuy không được nói ra thành lời nhưng những người tham gia giao tiếp cần phải tuân thủ. Nếu không, dù lời nói không mắc lỗi về ngữ âm, về từ vựng, về ngữ pháp nhưng cái cuộc giao tiếp đó sẽ không đạt được hiệu quả. Các quy định đó được thể hiện qua các phương châm hội thoại. Ở tiết học trước, các em đã được học phương châm về lượng, phương châm về chất. Ở tiết học tiếp theo ngày hôm nay, các em sẽ được học phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lịch sự. Chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu bài. Các em ghi cho cô phần 1 la mã, phương châm quan hệ. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, ví dụ, chúng ta cùng tìm hiểu. Ví dụ sách giáo khoa trang 21. Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau. Trong tiếng Việt có thành ngữ ông nói gà, bà nói vịt. Vậy thì thành ngữ này dùng để chỉ những tình huống hội thoại như thế nào? Đó, thì các em thử suy nghĩ cho cô. Cái câu thành ngữ ông nói gà, bà nói vịt là muốn nói đến điều gì? Muốn nói đến cái tình huống hội thoại như thế nào? Đó là chỉ cái tình huống như thế nào các em? Mà tình huống hội thoại mà trong đó mỗi người làm sao nói một đằng, đúng không? Không khớp nhau, không hiểu hiểu nhau đó. Các em có thể ghi cái ý này vào cái phía bên trái có cái hình bàn tay ghi bài là cái phần các em sẽ ghi bài vào và vở ha. Nè, vậy thì nếu như các em tưởng tượng cho cô điều gì sẽ xảy ra nếu có xuất hiện những cái tình huống hội thoại như vậy trong cuộc sống của chúng ta đó. Vậy thì khi mà xuất hiện những cái tình huống đó thì các em thấy cái hiệu quả giao tiếp có không? Chúng ta có đạt được cái mục đích mà chúng ta giao tiếp không? Đó, đương nhiên là sẽ là không, đúng không? Con người sẽ không giao tiếp với nhau được và những cái hoạt động xã hội sẽ trở nên như thế nào? Rối loạn. Đó. Vậy thì từ đó chúng ta có thể là rút ra được cái bài học gì trong giao tiếp các em? Hả? Bài học nào? Cần nói đúng vào đề tài, tránh nói lạc đề, đúng không? Khi chúng ta giao tiếp với nhau để mà đạt hiệu quả thì hai hay nhiều người cùng tham gia giao tiếp họ phải nói đúng vào cái đề tài mà đang làm bạn bạn, tránh nói lạc đề. Có như vậy thì chúng ta mới đạt được cái hiệu quả giao tiếp. Các em rút ra cho cô ghi nhớ sách giáo khoa trang 21. Chúng ta cùng nhau đọc ghi nhớ. Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề. Đó chính là nội dung của phương châm quan hệ. Trong phương châm quan hệ này, cô có một điều lưu ý các em sau. Muốn biết một câu nói có tuân thủ phương châm quan hệ hay không, có nói đúng vào cái đề tài giao tiếp hay không, thì cần biết thật sự người nói muốn nói điều gì qua câu nói đó. Vậy thì để hiểu rõ hơn về cái lưu ý này, thì các em xét tình huống này cho cô. Cô gái nói, anh ơi, quả khế chín rồi kìa. Chàng trai trả lời, cành cây cao lắm. Ở đây, nếu mà chỉ xét theo cái nghĩa tường minh, tức là cái nghĩa mà hiển thị ngay trên con chữ, thì ta thấy lời của chàng trai làm sao các em? Hả? Không có tuân thủ phương châm quan hệ, đúng không? Không có liên quan gì đến lời của cô gái nói cả. Ha? Cô gái thì nói về cây khế, còn chàng trai thì nói về cành cây. Tuy nhiên, nếu xét trong ngữ cảnh, trong một cái tình huống giao tiếp thì sẽ rất là bình thường và tự nhiên trong cái cuộc sống hàng ngày. Bởi vì ở trường hợp này, ở cái tình huống này thì cái người nghe hiểu được cái hàm ý của người nói và đáp lại theo cái hàm ý của người nói. Đó. Ví dụ như ở cái tình huống này là cô gái nói làm gì các em? Quả khế chín rồi kìa. Nó không phải là để thông báo sự việc mà thật ra là muốn yêu cầu làm sao các em? Khế chín rồi, anh hãy hái quả khế đó cho em. Thì chàng trai hiểu được cái yêu cầu đó của cô gái, cho nên chàng trai mới đáp làm gì? Cành cây cao quá lắm, đúng không? Cành cây cao lắm, chàng trai hái không có tới, hái không có được. Vậy thì như vậy chúng ta thấy là ở đây là gì? Cái phương châm quan hệ vẫn được tuân thủ. Vậy thì qua lưu ý này thì cô muốn nhắc nhở các em là muốn biết có nói đúng vào cái đề tài giao tiếp hay không thì chúng ta cũng cần thật sự phải biết là người nói muốn nói điều gì ha. Đó là một cái lưu ý. Chúng ta tiếp tục sang phần thứ hai la mã phương châm cách thức. Chúng ta đi vào tìm hiểu cho cô ví dụ một sách giáo khoa trang 21. Trong tiếng Việt có những cái thành ngữ như dây cà ra dây muống, lúng búng như ngậm hột thị. Vậy thì hai cái thành ngữ này dùng để chỉ những cách nói như thế nào?
À, vậy thì các em thử suy nghĩ cho cô, nói mà dây cà ra dây muốn, nói mà lúng muốn như ngọc hột thị á, là những cái cách nói như thế nào. Rồi cái coi thành ngữ thứ nhất, dây cà ra dây muốn, nói mà từ dây cà mà ra cả dây muốn luôn, thì đương nhiên rõ ràng đây là một cách nói rất là gì các em, dài dòng rườm rà đúng không, gây khó hiểu cho người người nghe. Còn nói lúng búng như ngậm hột thị, đây là một cái phép so sánh, nói mà lúng búng như là trong miệng đang ngậm một cái hột thị như vậy, thì rõ ràng cách nói này cũng sao các em, ấp a ấp úng đúng không, nói không thành lời, không rành mạch, không rõ ràng, cũng khiến cho người nghe không hiểu hiểu được. Vậy thì ở đây các em thấy những cái cách nói đó có ảnh hưởng đến giao tiếp như thế nào hả, làm cho người nghe có hiểu được không em, làm cho người nghe khó hiểu đúng không, không hiểu được hoặc là khó hiểu, làm cho người nghe không tiếp nhận được những cái thông tin giao tiếp còn phải phải có hả? Làm cho cái việc mà giao tiếp không có đạt hiệu hiệu quả. Như vậy thì ở cái ví dụ này chúng ta có thể rút ra được bài học gì trong giao tiếp các em? Đó, bài học đó là gì? Là khi mà giao tiếp thì chúng ta cần phải nói làm sao? Ngắn gọn, rõ ràng, rành rành mạch. Chúng ta tiếp tục xét cho cô ví dụ sau đây. Cô có câu: tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của ông ấy. Thế thì với cái câu nói này, các em hiểu câu trên theo mấy cách? Cô gợi ý, bây giờ cái cách hiểu đó nó tùy thuộc vào việc các em sẽ xác định cái tổ hợp từ mà cô in màu đỏ, chữ đỏ đó của ông ấy bổ nghĩa cho từ ngữ nào. Vậy thì ở đây chúng ta có thể là có mấy cách hiểu nào? Có hai cách hiểu. Cái cách hiểu thứ nhất là các em lấy cho cô cái từ của ông ấy, nó bổ nghĩa cho cái từ nhận định đúng không? Nếu như hiểu theo cái cách nghĩ này thì cái câu nói này có nghĩa là gì? Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về về truyện ngắn. Còn cái cách hiểu thứ hai là cái từ của ông ấy sẽ bổ sung ý nghĩa cho từ truyện ngắn ha, tức là làm sao không? Tôi đồng ý với những nhận định của một người nào đó hoặc của những người nào đó về cái truyện ngắn của ông ấy ha. Vậy thì truyện ngắn của ông ấy ở đây tức là cái truyện ngắn mà do ông ấy sáng tác ha. Vậy thì ở cái ví dụ này các em thấy sao, cũng là một cái câu nói thôi nhưng mà có gì, có thể có hiểu đến hai hai cách. Vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta thấy làm sao các em, nói rất là gì, mơ mơ hồ đúng không? Vậy thì khi giao tiếp thì chúng ta cũng cần phải tránh cái cách nói mơ hồ này, bởi vì khi nói mơ hồ thì cái người tiếp nhận thông tin, cái người mà giao tiếp với chúng ta, nó sẽ không có hiểu rõ, không có đạt để đạt được cái mục đích giao tiếp. Vì vậy, thay vì cái cách nói mơ hồ trên, thì tùy theo cái ý muốn diễn đạt mà các em có thể chọn một trong những cái câu sau. Thứ nhất, ví dụ như là tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy về truyện ngắn, hoặc là tôi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn mà ông ấy sáng tác, hoặc là ví dụ cách thứ ba, tôi đồng ý với những nhận định của các bạn về truyện ngắn của ông ấy. Đúng không? Chúng ta tùy theo cái ý nghĩ của chúng ta mà chúng ta chọn cái câu diễn đạt cho phù hợp, tránh nói mơ hồ gây khó hiểu cho người nghe, người giao tiếp với chúng ta. Vậy thì từ đó chúng ta rút ra cho cô phần hai nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa trang 22. Khi giao tiếp cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ, phương châm cách thức. Chúng ta tiếp tục sang phần tiếp theo, ba la mã, phương châm lịch sự. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ví dụ sách giáo khoa trang 22. Đọc truyện sau và trả lời câu hỏi. Người ăn xin. Một người ăn xin đã già, đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi. Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt bàn tay run rẩy của ông. Xin ông đừng giận cháu. Cháu không có gì cho ông cả. Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười. Cháu ơi, cảm ơn cháu. Như vậy là cháu đã cho lão rồi. Khi ấy, tôi chợt hiểu ra. Và cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó từ ông. Theo tuốt ghê nhé.
Vậy thì ở trong cái câu chuyện này thì vì sao người ăn xin và cậu bé trong truyện đều cảm thấy mình đã nhận được từ người kia một cái gì đó? Các em hãy suy nghĩ cho cô xem, ở trong cái câu chuyện này có hai nhân vật, đó là ông lão ăn xin và một cậu bé. Tại sao cả hai người đều cảm thấy mình đã nhận được từ người kia một cái gì đó? Vậy thì cái đó là cái gì? Ha? Vậy thì cả hai người, hai nhân vật ở đây, ông lão ăn xin và cậu bé đều không có của cải, đều không có tiền bạc gì cả. Nhưng cả hai đã gì? Dành cho người kia một cái tình cảm, đúng không? Cả hai đều cảm nhận được cái tình cảm mà người kia dành cho mình. Đặc biệt là cậu bé, đúng không? Đối với một cái ông lão ở cái hoàn cảnh bần cùng, nghèo khổ đó, đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông vàng giụa, đôi môi tái nhợt và quần áo thì tả tơi. Với một cái con người nghèo khó, nghèo khổ như vậy, nhưng mà cậu bé không hề tỏ ra khinh miệt, không hề xa lánh, mà cậu có một cái thái độ như thế nào các em? Thái độ và lời nói hết sức là gì? Chân thành, thể hiện điều gì các em? Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến ông lão. Vậy thì qua cái câu chuyện này, chúng ta rút ra được một cái bài học gì nữa? Đó là trong giao tiếp thì chúng ta cần phải làm gì các em? Cần phải tế nhị, cần phải tôn trọng, đúng không? Vậy thì trong giao tiếp nó có thể là cái gì? Cái địa vị xã hội của những người tham gia giao tiếp khác nhau, đúng không? Nhưng không thể là vì cái điều đó mà chúng ta không tôn trọng nhau, đúng không? Không nên vì cảm thấy là người đối diện đối thoại thấp kém hơn mình mà dùng những cái từ, những cái lời lẽ thiếu lịch sự. Vậy thì một cái điều các em lưu ý trong khi giao tiếp đó là gì? Là tế nhị, là tôn trọng nhau. Vậy thì từ đó chúng ta đi vào phần tiếp theo, hai nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa trang 23. Cô và các em cùng nhau đọc ghi nhớ. Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn trọng người khác. Phương châm lịch sự. Chúng ta có một cái bài tập nhanh ha. Bài tập này là từ cái bài tập 2, sách giáo khoa trang 23. Phép tu từ, từ vựng nào đã học? Như so sánh, là ẩn dụ, là nhân hóa, là hoán dụ, điệp ngữ, nói quá, nói giảm, nói tránh, đó. Trong những cái phép tu từ đó thì những phép nào có liên quan đến phương châm lịch sự đó. Và cho cô ví dụ. Vậy thì theo các em, cái phép tu từ nào liên quan đến lại phương châm lịch sự? Đó là phép tu từ nào các em? Hả? Nói giảm, nói tránh, đúng không? Nói giảm đi, nói tránh, tránh đi ha. Vậy thì cho cô một cái ví dụ nè. Ví dụ như là chẳng hạn như thế nào? Một cái em học sinh đem một cái bài tập làm văn lên nộp cho cô chẳng hạn. Cái bài văn của đó bạn đó thì có nhiều lỗi hoặc là vụng về, câu từ thì chưa được trau chuốt, lỗi sai thì nhiều. Nhưng mà thay vì nói gì các em hả, cái bài văn này dở quá, thì thầy cô giáo hoặc là một người bạn khác nhận xét cái bài đó có thể nói giảm, nói tránh đi là gì? Bài văn này chưa được được hay, đúng không? Vậy thì cái cách nói giảm nói tránh đó cũng là gì? Một cái cách mà để thể hiện hả cái phương châm lịch sự trong giao tiếp. Hoặc là ví dụ như là mình thấy một người mà hỏi cái ý kiến của mình về một cái bộ trang phục nào đó, ví dụ như à cái áo hôm nay tôi mặc có đẹp không, ví dụ như là mình cảm thấy không thích, mình cảm thấy không đẹp, không hợp thẩm mỹ của mình, nhưng mà mình thay vì nói à cái áo này xấu quá thì mình có thể nói là gì, cái áo này gì, tôi thấy như thế nào, chưa hợp với bạn, đúng không? Vậy thì đó là gì, cách nói giảm nói tránh nó liên quan tới phương châm lịch sự mà chúng ta có thể là sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Vậy thì ở tiết học trước và tiết học này thì các em đã được học 5 phương châm hội thoại. Đó là phương châm về lượng, tức là khi giao tiếp chúng ta nói không thiếu, không thừa thông tin. Thứ hai là phương châm về chất, đó là gì? Chúng ta không nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực, ha? Nội dung không có chính xác đó các em. Thứ ba đó là phương châm quan hệ, đó là khi giao tiếp chúng ta còn phải nói đúng vào đề tài, tránh nói lạc đề. Thứ tư đó là phương châm cách thức, đó là khi giao tiếp chúng ta cần phải nói làm sao các em ngắn gọn, rành mạch, tránh cái cách nói mơ hồ gây khó hiểu cho người giao tiếp.
Và phương châm thứ năm đó là phương châm lịch sự ha. Khi giao tiếp với nhau còn phải tế nhị, còn phải tôn trọng lẫn nhau. Đó là nội dung mà các em cần ghi nhớ sau khi học xong hai tiết về các phương châm hội thoại. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập bài 1, sách giáo khoa trang 23. Vậy thì trong kho tàng tục ngữ ca dao Việt Nam có nhiều câu như A. Lời chào cao hơn mâm cỗ. B. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hay là C. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Vậy thì qua những câu ca dao, những câu tục ngữ đó thì ông cha ta khuyên chúng ta điều gì các em? Các em thử suy nghĩ đi, những cái câu ca dao tục ngữ này từ xưa truyền lại cho đến bây giờ, ông cha ta muốn khuyên dạy chúng ta điều gì? Đó là gì? Khuyên dạy chúng ta trong giao tiếp nên dùng những cái lời lẽ lịch sự, nhã nhặn, đúng không? Lời nói chẳng mất tiền mua mà, vậy thì tại sao chúng ta không có lựa lời mà nói ha? Những cái lời lịch sự, lời nhã nhặn để mà làm gì? Cho vừa lòng nhau, để mà gì? Rồi chúng ta có thể là giao tiếp với nào vui vẻ hơn để đạt được cái mục đích giao tiếp của mình. Rồi, vậy thì các em hãy tìm thêm cho cô một số câu ca dao tục ngữ có nội dung tương tự. Ở cái phần này thì ngoài những cái mà cô cho ở cái bài học này thì các em có thể là tự tìm thêm những cái câu ca dao tục ngữ khác để mà chúng ta có thể là nộp cho giáo viên dạy lớp của mình ha. Rồi, ví dụ như con có một số cái ví dụ sau ngoài sách giáo khoa ví dụ như câu chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Hoặc là câu chẳng được miếng thịt miếng xôi, cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng. Vậy thì cô tìm khoảng 2 câu và các em có thể tiếp tục tìm những cái câu tương tự để làm phong phú thêm cho cái nội dung bài học của mình, và cũng như là mình nắm thêm được một cái số câu ca dao tục ngữ có nội dung tương tự. Chúng ta tiếp tục đi vào bài tập số 3. Chọn từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống. A. Nói dịu nhẹ như khen, nhưng thật ra là mỉa mai chê trách là ba chấm. B. Nói trước lời mà người khác chưa kịp nói là ba chấm. C. Nói nhằm châm chọc điều không hay của người khác một cách cố ý là ba chấm. Câu D. Nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến là. Và câu E. Nói rành mạch, cặn kẽ, có trước có sau là. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có 5 từ tương ứng với 5 câu. Đó là nói móc, nói ra đầu, ra đũa, nói leo, nói mát và nói hớp. Các em sẽ điền 5 cái từ này vào bài tập 3 cho cô. Ở cái bài tập này các em có thể là tận dụng sách giáo khoa. Các em điền cái từ này vào ngay trong sách giáo khoa luôn. Và các em thử, cô cho các em một phút, các em điền vào sách giáo khoa cho cô xem tí nữa khi cô sửa thì mình có đúng hay không nha. Rồi, các em đã làm xong chưa? Bây giờ cô bắt đầu sửa ha, và các em sẽ ghi vào sách cho cô cái đáp án đúng. Vậy thì A, nói dịu nhẹ như khen, nhưng thật ra là mỉa mai chê trách là nói gì các em? Nói mát ha. Rồi câu B, nói trước lời mà người khác chưa kịp nói thì gọi là nói gì các em? Nói hớp. Câu C, nói nhằm châm chọc điều không hay của người khác một cách cố ý chính là nói móc. Câu D, nói chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến chính là nói lèo ha. Và cuối cùng câu E, nói rành mạch, cặn kẽ, có trước có sau là nói ra đầu, ra đũa. Các em sửa bài vào sách giáo khoa. Chúng ta sang bài tập thứ tư, trang 23-24. Vận dụng những phương châm hội thoại đã học để giải thích vì sao người nói đôi khi phải dùng những cách nói như A. Nhân tiện đây xin hỏi. B. Cực chẳng đã, tôi phải nói. Tôi nói điều này có gì không phải, anh bỏ qua cho. Biết là làm anh không vui, nhưng xin lỗi, có thể anh không hài lòng, nhưng tôi phải thành thực mà nói là. C. Đừng nói leo, đừng ngắt lời như thế, đừng nói
cái giọng đó với tôi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lý giải cho cô. Tại vì sao mà khi mà chúng ta giao tiếp đôi khi phải dùng những cái câu nói này, những cái cách nói này. Đối với câu A, nhân tiện đây xin hỏi. Vậy thì ở đây là sao? Các em thử tưởng tượng ra trường hợp ở đây là hai người đang giao tiếp với nhau. Có thể là sao các em đang nói về một cái đề tài này, nhưng mà làm sao các em hả lại chuẩn bị làm gì? Nói sang một cái đề tài khác đúng không? Và cái câu nhân tiện đây xin hỏi thì cái người chuẩn bị bắt sang một cái vấn đề nào khác nó không đúng với cái đề tài mà hai người đang trao đổi đó, thì để cho cái người nghe nó tránh hiểu lầm mình là không tuân thủ phương châm quan hệ ha. Vậy thì đây là cái câu nói mà để mà chuẩn bị chuyển sang một cái vấn đề khác mà không cùng cái đề tài mà nãy giờ hai người đang trao đổi. Câu B, cực chẳng đã, tôi nói điều này có gì không phải anh bỏ qua cho, biết là làm anh không vui, nhưng xin lỗi, có thể anh không hài lòng, nhưng tôi cũng phải thành thật mà nói là. Vậy thường thường là bắt đầu những cái cụm từ này là thì chúng ta thấy nó cái lời chuẩn bị mà nói ra thì nó có là những cái lời tốt đẹp, những cái lời hay ho các em hả? Thường những cái lời sau đó là những cái điều mà làm sao có thể là gì, làm tổn thương đến thể diện của người khác, có thể là những cái lời không có hay, những cái lời không hay, ý không đẹp đúng không, để mà giảm nhẹ cái ảnh hưởng hả? Tức là xuất phát từ cái việc chú ý tuân thủ phương châm gì, phương châm lịch sự, người nói dùng những cái cách diễn đạt trên ha, những cái lời nói sau đó có thể nó hơi khó nghe, có thể nó làm tổn thương người nghe, cho nên là dùng những cái câu mào đầu này để mà tuân thủ cái phương châm lịch sự ha. Đó là lý do mà người ta phải dùng những cái cách nói này. Tiếp tục chúng ta sang câu C. Đừng nói leo, đừng ngắt lời như thế, đừng nói cái giọng đó với tôi ha. Những cái từ đừng như vậy ha, là một cái câu gì, câu cầu khiến, là một câu ra lệnh, là một cái câu yêu cầu. Vậy thì khi mà dùng những cái câu nói này thì là người nói báo hiệu cho cái người đối thoại với mình đó là người đó đã không tuân thủ phương châm lịch sự và phải làm sao các em phải chấm dứt dứt ngay ha. Và thường là khi mà nói những cái câu mệnh lệnh này thì có thể là những cái người gì lớn hơn nói với những người nhỏ hơn đúng không, bố mẹ đang nói chuyện ha, mà mình nói leo vào thì bố mẹ có thể nói là gì, đừng nói leo ha, cảnh báo cho người đối thoại biết là không tuân thủ phương châm lịch sự. Và cái từ đừng đó là gì, yêu cầu họ là phải chấm dứt dứt ngay ha. Đó là ý nghĩa của những cái câu mà chúng ta thường dùng trong giao tiếp hàng ngày mà chúng ta vận dụng. Chúng ta sang bài tập thứ 5, bài sách giáo khoa trang 24. Thì ở bài tập này, thì sách giáo khoa yêu cầu chúng ta giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết mỗi thành ngữ liên quan đến phương châm hội thoại nào. Có những cái thành ngữ sau, nói băm, nói bổ, nói như đấm vào tai, điều nặng tiếng nhẹ, nửa ấp nửa mở, mồm loa mép giải, đánh trống lãng, nói như dùi đục chấm mắm cái. Vậy thì cái bài này nó cũng khá là quan trọng ha, và các em sẽ ghi vào vở cho cô và học thuộc cho cô nội dung của những cái câu thành ngữ này luôn nha các em. Ở câu thứ nhất, nói băm nói bổ, nói như thế nào thì gọi là nói băm nói bổ các em ha. Các em thử tưởng tượng nói băm nói bổ tức là nói sao, nói bớt chát, nói xỉa sói, nói một cách làm gì, thô bạo. Vậy thì cái cách nói này theo các em là liên quan đến cái phương châm hội thoại nào hả? Nói mà bóp chát, xỉa sói, thô bạo thì sẽ liên quan đến phương châm gì các em? Phương châm lịch sự đúng không? Phương châm lịch sự chúng ta là nói gì? Tế nhị, nói tôn trọng, trọng nhau mà hả? Ở đây là nói gì? Thô bạo, bóp chát hả? Thì nó liên quan đến phương châm lịch sự. Cái thành ngữ thứ hai đó là nói như đấm vào tai ha. Các em thấy đấm vào tai thì nó rất là gì? Là mạnh đúng không? Vậy thì nói mạnh ha, nói trái ý người khác, nói một cách rất là gì? Khó tiếp thu. Vậy thì cái thành ngữ này nó cũng liên quan đến phương châm gì? Lịch sự ha. Rồi, thành ngữ tiếp theo.
Điều nặng tiếng nhẹ, à nói nặng nói nhẹ đó ha. Vậy thì cây đây là một cách nói gì? Nói trách móc, nói chỉ chiết ha. Thường trong cuộc sống là nhiều khi là mình làm một cái việc gì đó không có vừa ý người khác, thì mình nghe vậy nghe trách móc, nghe chỉ chiết ha. Vậy thì ở đây thì cái thành ngữ đó là thành ngữ gì? Điều nặng tiếng nhẹ ha. Và thành ngữ này nó liên quan đến phương châm lịch sự. Rồi tiếp tục, chúng ta có thành ngữ nửa úp nửa mở, à nói mà không có hết lời, nói mà không úp mà không có hết ý, đúng không? Nó muốn nói một nửa thôi. Vậy thì ở đây là cái nội dung của nó là gì? Nói mập mờ, nói không ra hết ý. À, mà nói là không có hết ý thì nó liên quan đến cái phương châm gì các em? Phương châm cách thức, đúng không? Nói không có rõ ràng, không có hết hết ý, mà nói nửa úp nửa mở, nói mập mờ như vậy thì nhiều khi là nói mơ hồ, người nghe không có hiểu được, và nó liên quan đến phương châm cách thức. Rồi, thành ngữ tiếp theo, mồm loa mép giải. Vậy thì thành ngữ này nói về cái cách nói như thế nào các em? Nói làm sao? Lắm lời, à, lắm lời, đanh đá. Nói mà nói ác cả người khác ha. Trong giao tiếp, hai hoặc nhiều người cùng đối thoại với nhau ha, mà có một người là mồm loa mép giải ha. Nói rất là nhiều, nói một cách đanh đá, nói ác cả những cái lời của người khác nói luôn. Vậy thì đây liên quan đến phương châm gì? Lịch sự. Thành ngữ tiếp theo, đánh trống lảng. À, đánh trống lảng thì chúng ta rất là hay dùng trong cuộc sống, đúng không? Đang nói đến cái đề tài này, nhưng mà chúng ta làm sao các em? Lảng ra, né tránh, không muốn cái đề cập đến cái vấn đề đang trao đổi nữa ha. Lảng sang một cái vấn đề khác, chuyển sang một cái vấn đề khác. Vậy thì ở đây, phương thành ngữ đánh trống lảng ha, có ý nghĩa là như vậy. Rồi nói lảng ra, né tránh, không phải đề cập đến cái vấn đề đang trao đổi. Và cái thành ngữ này thì liên quan đến phương châm gì? Quan hệ, đúng không? Nói cái đề tài, đang nói đề tài này mà không đề cập nữa, né đi ha, chuyển sang cái đề tài tại khác thì là phương châm quan hệ. Rồi thành ngữ cuối cùng đó là nói như dùi đục chấm mắm cái. Vậy thì thành ngữ này có ý nghĩa gì kìa hả? Thành ngữ này nó nói về cái việc gì? Giao tiếp nói không có khéo ha, nói thô cọc, thiếu tế tế nhị. Và chúng ta thấy nói chuyện mà thiếu tế nhị thì sẽ liên quan đến phương châm gì? Phương châm lịch sự ha. Vậy thì những cái thành ngữ này em ghi vào vở cho cô ha, ghi rõ cái ý nghĩa của nó và ghi cho cô nó liên quan đến phương châm nào. Rồi sau khi ghi bài ra xong thì cái bài tập 5 này, nội dung của những cái thành ngữ này em học thuộc luôn cho cô. Vậy thì chúng ta vừa mới học xong tiết học các phương châm hội thoại tiếp theo. À, đối với cái bài học này thì các em học thuộc cho cô ghi nhớ ha, để nắm được thế nào trong giao tiếp chúng ta cần tuân thủ những cái phương châm hội thoại như thế nào, và xem lại cho cô bài tập từ bài 1 cho đến bài 5. Rồi tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào các em, chúc các em học thật là tốt.